Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục một cái lỗi là nghẹt đường thoát nha các bạn. Nghẹt đường thoát, máy chạy rất là hao xăng, chạy không nổi, lên thường xuyên lên hết ga mà nó cũng không có chém cỏ nổi nữa, cho nên nó rất là hao xăng. Rồi bây giờ mình bắt đầu thực hiện các bạn. Đây, cái con này là cái con Yamaha. Yamaha ngoài ra là nó là đúng là con Kyoris đó các bạn. Yamaha Kyoris ha. Yamaha Kyoris Echo là nó đó các bạn. Con này là 2230 Makita SRM B230 là 23 phân khối đó các bạn. 23 phân khối bê tông 32 ly. Con này để mình sửa xong rồi mình đi ra vườn mình cũng test thử cho các bạn xem sức của nó. Vừa xài dữ lắm chứ không có yếu. Nếu mà các bạn nào mà có mua cái máy phân khối nhỏ đó, cỡ 23, 22, 21 đó, thì cũng an tâm đi. Từ từ mình sẽ test cho các bạn xem. Những máy đó là mình phát cỏ vườn ok dữ lắm. Không cần đòi hỏi phải lớn đâu các bạn. Lớn á, tại vì mình cũng có nói nhiều lần rồi đó, càng lớn càng ăn xăng và càng nặng, nặng thì phát rất là mệt mỏi. Rồi cái con này là con 23 nha, con 23 phân khối bê tông 32 ly. Nó hiện giờ nó trong tình trạng là bình xăng con chỉnh đúng đó các bạn, nhưng mà nó vẫn hao xăng. Lý do là nó nghẹt đường thoát, thường xuyên chạy hết ga mà nó vẫn không đứt. Rồi bây giờ mình hướng dẫn mình bắt đầu mình thực hiện nha. Đầu tiên các bạn quan sát cái bô này nè. Bô này mình đã đốt xong. Cách làm nó nghẹt cái bô này, nó đóng rất là nhiều khói muội ở trong này. Mình đã để lên bếp ga mình đốt. Mình hướng dẫn cho các bạn cứ để lên bếp ga đốt. Đốt nó cháy phừng tới chừng nào nó cháy khô hết. Nó khô mà nó cháy thành than hết ở trong đó thì mình tiếp tục mình ra mình khỏ. Đây, mình ra mình khỏ. Mình khỏ hoài. Khỏ tới chừng nào nó ra hết muội ở trong này nha các bạn. Nè, để mình cho bạn coi. Nó rất là nhiều muội ở trong này. Mình khỏ hoài. Cái này là sau khi mình đốt nó nóng đỏ lên luôn nha các bạn. Nó sẽ cháy phừng đốt nóng đỏ lên. Ba muội khói trong này nè, bây giờ nó giòn rồi, nó sẽ ra. Đây, các bạn xem muội khói ghê hồn luôn. Do đó là đường thoát nó không có ra được, cho nên là máy chạy yếu xìu luôn, ăn xăng kinh hồn. Bây giờ mình làm cho nó ra hết. Nó ra cỡ khoảng mình lắc vậy nè, cho nó văng ra hết. Rồi mình có thể mình thọt cây vô mình ngoái. Rồi mình lấy vít mình thọt vô nha. Lấy vít mình thọt vô mình ngoái nè. Ngoái nó. Đường này nữa nè. Ngoái thiệt là kỹ tới chừng nào nó mình sụt sạc nè, mình sụt sạc mình thấy nó hết ở trong đó, là mấy nó đạt nha các bạn. Không thôi về người ta vừa chạy lên là nó cái cục muội này nè. Đó, trời ơi, mới văng ra một cục. Chà bá luôn. Đó, hết sụt sạc rồi nè. Sụt sạc, còn sụt sạc nhỏ lắm á. Thì nếu mà mình làm không hết. Nếu mình làm không hết còn những cái cục lớn vậy nè các bạn. Thì về chạy, người ta vừa chạy lên chút xíu. Cục này nó nhảy vô, nó chám đường này. Chám đường này mép trong á các bạn. Thì cái máy người ta vẫn chứng nào tật nấy nữa đó các bạn. Cho nên là mình
cố gắng mình làm sao mình làm cho hết, hết cho người ta. Rồi thông hết rồi mình vô mình gáp lại. Ngoài cái ngoạc bô nó còn cái ngẹt cái họng nữa các bạn, để mình vô mình hướng dẫn cho các bạn nhìn thấy biết cái nó có ngẹt họng hay không. Đây cái họng nó nè, hơi tối mình không thấy nha. Cái họng nè các bạn, nó hiện giờ nó đang nghẹt, nó còn cái lỗ có chút xíu à. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn sẽ khắc phục cái bệnh nghẹt họng này nha các bạn. Nghẹt bô xong mình đã khắc, mình đã hướng dẫn xong rồi, còn nghẹt họng này nè. Cái nghẹt họng này đầu tiên là mình phải tháo cái bugie ra. Tháo bugie ra nha các bạn. Đầu tiên mình phải tháo cái bugie ra. Xong mình kéo, kéo cái bích tông tới về tử điểm hạ nha các bạn. Tuốt xuống đáy luôn. Tuốt xuống đáy luôn. Thì nó sẽ lòi cái chỗ nghẹt ra. Nó lòi chỗ nghẹt ra là mình đó, lòi chỗ nghẹt ra rồi. Bắt đầu mình dùng cái, mình dùng cái mũi cạo nè các bạn. Mình dùng mũi cạo. Cạo này là con cái cây gì, cái dũa ba lá nè, mình mài. Mình mài cái dũa ba lá nè, mình mài thành cái mũi cạo để dành mình cạo. Đó, bằng cách nè, cách cạo vậy nè. Mình đưa vô là lúc đó không có đụng bít tông nha các bạn. Mình đưa cái mũi cạo vô. Đây. Mình đưa cái mũi cạo vô và mình nghiêng cái máy xuống chiều này. Nghiêng cái máy chiều này mình cạo. Cạo thọc tay vô mình cạo. Thì các mũi khói á, nó sẽ rớt xuống. Nó sẽ rớt xuống dưới đất. Đó. Nó sẽ rớt xuống đất. Các mũi khói nó sẽ rớt. Đó, mũi khói nó sẽ rớt xuống đất các bạn. Đó, mình cạo đi, cạo, cạo mũi khói nó sẽ rớt xuống đất. Xong mà mình có máy thổi thì mình thổi vô. Mình không có máy thổi thì mình thổi bằng miệng. Thổi. Mình thổi thì bụi nó sẽ bay ra hết, nó không còn nằm trên đầu bít tông nữa. Nha các bạn. Mình không vội gì mà mình giật lên nghe, mình không có khi nào mình làm chưa sạch ở trên đầu bít tông, mình quan sát vô mình thấy là mình làm chưa sạch trên đầu bít tông là không được kéo cái máy cho nó đưa cái bít tông lên nha các bạn, dứt khoát. Khi nào mình đã làm sạch ở trên đầu bít tông, mình nhìn vô mình thấy đó, thì mình mới có quyền kéo cho bít tông đi lên. Bằng không thì nó sẽ kẹt bít tông. Kẹt bít tông khi đó thì mình gặp rắc rối đó. Mình phải tháo hết sơ mi bít tông ra, mình phải cạo. Do đó mất thời gian dữ lắm. Đó, mình nói vậy các bạn có nghe kịp không? Mình không được. Đây mình nhìn vô nè, nhìn vô lỗ này nè, mình sẽ quan sát thấy trên đầu bít tông nó sạch hết, nó không còn muỗi khói trên đầu bít tông. Tại vì khi mình cạo á, mình nghiêng vậy nè, là có bao nhiêu muỗi khói nó rớt ra ngay tức khắc. Nè các bạn, rớt ra ngay tức khắc. Nha. Nó không có rơi trở vô, mình không được để vậy mình cạo nha. Dứt khoát không để được để vậy cạo. Cạo bao nhiêu muỗi khói là nó sẽ lọt vào bít tông. Mình phải để vậy nè, nghiêng xuống dưới đất nè. Mặt đất nè các bạn, mặt đất nè. Mình nghiêng xuống mặt đất, mình cạo. Cạo, cái tay mình thao tác mình rất quen rồi, mình thao tác nó rất là dễ luôn. Cạo xong mình thổi, thổi ra cho nó bay ra hết. Khi mình nhìn vô nè, bắt đầu mình nhìn, lấy con mắt mình nhìn vô. Nè các bạn, thấy á, mình thấy rõ ở trong luôn. Qua cái máy thì mình không thấy rõ, chứ ở ngoài mình thấy rất là rõ. Cái đầu bít tông nó không còn dính muỗi khói. Khi đó mình mới được quyền kéo cái dây giật này lên để cho bít tông nó đi lên, thì nó mới không bị kẹt. Đó các bạn, không bị kẹt nha. Nếu các bạn thao tác cái này á không đúng phương pháp thì nó sẽ, thì nó sẽ là nó đóng muỗi khói trên đầu bít tông, là nó sẽ kẹt bít tông.
khi nó kẹt bê tông á thì các bạn mắc công dữ lắm luôn, phải tháo sơ mi ra cạo đó, mình hướng dẫn tận tình như vậy đó. Để cho mình khỏi mất công tháo sơ mi bê tông thì mình phải nghiêng xuống giày, nghiêng xuống giày để cho mũi khói nó ra. Rồi ok ha các bạn, vậy đó. Xong mình gáp cái bô vô các bạn. Rồi mình gáp cái bô vô. Mình gáp cái dùm bô vô. Đây cái bô nè mình gáp vô. Rồi mình test máy thử cho các bạn xem. Mình xóa vô vậy nha các bạn, xóa vô vậy mình để vô, dặn vô. Cái này thì dễ rồi, không có gì là kỹ thuật cao hết, mình cứ dặn cái bô vô, dặn bô vô, dùng lục giác 4 mình dặn vô. Cái này mình khỏi cần ghi, các bạn thấy cũng biết mà, tháo bô mở bô ra thì dễ rồi thôi nè, thấy không? Tháo bô, dặn bô vô thì dễ ợt thôi. Mình tháo ra làm sao, mình gắn vô vậy thôi. Mình có một lời khuyên. Khi nào mình đã định đúng bệnh, mình mới bắt tay vào mình sửa. Nha các bạn. Khi mình định không đúng bệnh, mình tháo lung tung, rất là mất công mà không kết quả nha các bạn. Từ từ các bạn theo dõi kênh của mình đi, rồi mình sẽ hướng dẫn từ từ cái cách bắt bệnh của nó, không có khó lắm đâu, nhưng mà mình bắt bệnh đúng mình sửa mới hiệu quả, cho mình tháo lung tung ra hết trơn rất là mất thời gian, mà thậm chí tới chừng mình gáp lại còn thua hồi ta, người ta chưa sửa nữa nha các bạn. Mình cũng bơm xăng nha, lên ga, đóng e, giật. Gắn mugi. Mugi này mỗi lần mình làm cho người khách thì mình cũng phải vệ sinh cho nó lại một cái nha các bạn. Mình thấy xa quá thì mình gõ vô, tại vì thời gian nó hoạt động á thì cái mugi nó sẽ bị xa, nó mòn, nó xa. Mình sẽ hiệu chỉnh cái mugi của người ta lại, còn đúng chuẩn nó là cỡ khoảng 0,7 ly nha các bạn. Rồi. Mình đi đem cái mugi này mình đi vệ sinh chút xíu nha các bạn. Rồi, sạch bon. Mình vệ sinh bằng máy đánh cước rất là nhanh. Rồi sạch bon rồi nè, mình gắn vô. Vậy.
là chỉnh ganh ti không đúng với chỉnh xăng nó cũng dư nữa các bạn. Để mình hiệu trà mình chỉnh, chỉ cho các bạn hiệu chỉnh loại bình xăng này luôn. Đây loại bình xăng bít tông ga nè, bít tông ga mà bít tông ga của Echo là xài rất ngon nha các bạn. Bít tông ga, đặc biệt là bít tông ga của Echo là bình xăng mặt nguyệt đó, xài rất là ok. Nó đừng khi dễ cái bít tông ga này. Nhiều khi trong list kia mình nói bít tông ga đó là bít tông ga của thằng Kawasaki đó các bạn, nó mới dở. Còn cái bít tông ga của thằng này là thằng Echo đó, bít tông ga này chạy ngon lắm luôn đó, chứ mình không phải quơ đũa cả nắm mà cái bít tông ga nào cũng dở. Có những cái bít tông ga nó dở thiệt, nhưng mà đối với cái bít tông ga của thằng thằng Echo nè, thằng Kyrip nè, chạy ngon lắm, ngon luôn, chạy tới banh cái máy cái bình xăng này nó không hư nha các bạn. Bình xăng này thì nó cũng hiệu chỉnh cũng đơn giản thôi các bạn. Ở đây, nó có cây kim xăng ở đây, hơi tối à. Nhưng mà các bạn nhìn kỹ các bạn sẽ thấy thôi. Ở đây, nó có cây kim xăng nè các bạn, ở trong này. Đây mình không quên, mình không có đem cái đèn pin nữa. Đây để mình đem ra sáng cho các bạn xem cái kim xăng của nó. Cây kim xăng này, cây kim xăng chỉnh tốc độ cao nha các bạn. Mình nên nhớ là kim xăng này chỉnh tốc độ cao á. Ở đây để mình cho các bạn nhìn xem rõ cái kim xăng nè. Đó, thấy rồi đó. Một tay khó quá các bạn. Mình có chân mình đặt cái máy quay thì nó dễ, còn mình cầm tay này rất là khó luôn. Đây nè, kim xăng nó nằm đây, mình phủi bụi ra cho các bạn xem, nó lòi đầu vàng vàng rồi nè. Đây, cây này là cây tốc độ cao nha các bạn, mình nên nhớ. Còn cái này nó không có chỉnh cái chỉnh chỉnh ganh ti, cái này chỉnh cây kim gió rất là khó đó các bạn. Để hồi mình hướng dẫn cho các bạn chỉnh kim gió luôn. Bây giờ cái này hiện giờ nó đang dư xăng nè. Nha, bây giờ mình đó, đó cái kim gió đó, kim xăng đó. Còn gió thì chỉnh nó hơi khó hơn, phức tạp hơn chút đó, nó ở trong đó. Trong cái trái gà nó có cái kim. Cây kim nó có 3 nấc. Khi nào mình chạy ganh ti không được mình mới đụng tới nó, còn nếu mà mình chạy ganh ti được á thì mình chạy ganh ti được thì mình không có thèm đụng tới nó làm gì. Rồi, để mình vô mình chỉnh. Để mình chỉnh cây tốc độ cao này cho các bạn xem nha. Đi chơi con. Cháu nội mình đó các bạn ơi. Nó thấy ông nội làm nó cứ lại phá hoài. Đi chơi đi con. Để ông nội làm chút xíu, ông nội chơi với con. Đi, đi chơi đi. Ông nội làm chút xíu. Đầu tiên là nó chạy ganh ti không được mà do nó dư xăng đó các bạn. Mình đẩy cái ganh ti vô. Đẩy giúp chở trụ ga vô nè. Đồng thời là mình giật lên cho nó nổ. Đó, nó chạy ganh ti được rồi nó, nhưng mà nó vẫn chưa được là lý do nó quá dư xăng luôn. Bây giờ mình chỉnh cây kim tốc độ cao này vô nè nha các bạn. Chỉnh cây tốc độ cao vô, vô khoảng vòng đi rồi mình giật thử đó, mình giật thử mà nó vẫn chưa chạy được đó các bạn. Bây giờ mình vô thêm. Rồi nó chạy tạm rồi đó, tạm được rồi đó. Để bây giờ mình một tay mình lên ga nha các bạn. Đây, một tay mình lên ga, một tay mình sẽ chỉnh cây tốc độ cao nha các bạn. Để mình rồi, một tay mình lên ga nè. Đang dặn vô đó.
rồi, nó chạy ganti rất là ngon phải không? Rồi để mình nói lại cho các bạn nắm, khi mình chỉnh vô tới chừng nào nó sựng, mình nhả ra cho nó hết sựng, xong mình hét lại cho nó bốc thật bốc, xong mình ghi nhận ở điểm đó và trả ra 1/4 hoặc nửa tua cho cái máy nó nổ đều ra khói ít, thì đó là đạt đó các bạn. Nếu mình để ngay chỗ cái tốc độ cao nhất là máy ra tải nó sẽ thiếu xăng, mình phải trả ra 1/4 tua hoặc nửa tua tùy theo máy, thì nó sẽ giảm cái tốc độ lại, nó dịu lại, nó có ra khói hơi sương. Còn nếu mà trường hợp nó bốc hết mức nó đó, là nó không còn ra khói nữa, là cái máy mình sẽ bị khô, sẽ bị thiếu xăng, sẽ bị lột sơ mi, xếp bạc, thiếu xăng rất là nguy hiểm. Đủ mới xài được, chứ thiếu là không có xài được. Cho nên mình phải ghi nhận cái điều đó. Rồi giờ mình xong rồi, để mình vệ sinh cái máy này xong, để mình vệ sinh toàn bộ cái máy cho khách ngay, rồi hồi nữa mình đi ra mình test nha. Test cái sức mạnh của con 230 này thế nào. Ở đây sau khi mình đã vệ sinh, mình mài lưỡi rồi cho khách hàng đó các bạn, thì mình cũng hướng dẫn nhiều lần rồi đó, mài cái lưỡi cái bề cái chiều này nè, chiều này là chiều mài dưới đất, ở dưới đất mình mài nhiều các bạn, ở trên bề trên này mình mài ít, dưới này 7 mình mài 7, ở trên này, ở trên mặt đất mình mài 3. Lưỡi này chiều dài á là 34 đó các bạn, 3/4 á. Chiều ngang này là 8 phân. Chiều này nè, chiều này 8 phân. Độ dày này á 1.2. Đó. Rồi để mình chặt cái chuối này ăn buồn rồi nha các bạn. Để mình đốn cái chuối này cho các bạn xem. Đây cái chuối mình nè. Cái chuối mình ăn buồn rồi nè các bạn. Rồi để mình chặt cái chuối này mình cho các bạn xem nha. Này hơi ngược ánh sáng một chút, không đẹp lắm. Để mình phát mình chặt cái chuối cho các bạn xem nha. Cái con này con 230 của mình nè các bạn, Kiodis 230. Sau khi mình sửa cho khách hàng xong rồi mình đi test thử cho các bạn xem luôn. Rồi video mình đến đây là tạm dừng nha các bạn. Mình hẹn các video sau mình sẽ hướng dẫn các cái ban khác nữa nha các bạn. Xin chào.